Ta không muốn uống. Dạ, nghe lời đi, bỏ ta ra. Dạ, ta không muốn uống thuốc đắng lắm. Dạ, người đừng qua đây. Dạ, mau uống hết đi, rồi chúng ta đi bắt chim. Ta không muốn. Thẩm Ba Nam, thần tiên tỷ tỷ, dạ, mau cứu đệ. Dạ, dạ phải uống thuốc. Thẩm Ba Nam, hay là thế này đi, ta cho đệ hai lựa chọn. Thứ nhất, đệ ngoan ngoãn uống thuốc. Thứ hai, đệ chọn thứ hai. Hai chính là trói đệ lại, sau đó đổ thuốc vào miệng đệ. Vậy cái thứ ba, ba là ta vĩnh viễn không thèm để ý đệ nữa. Vậy đệ chọn một. Đại đại, một. Sơn Trà, dạ dạ, giờ uống thuốc xong rồi chúng ta đi bắt chim thôi. Ta buồn ngủ quá. Thẩm Bá Nam, để sao vậy? Thần tiên tỷ tỷ, đại đại, em có phát hiện là gần đây tinh thần của Thẩm Bá Nam rất kém không? Không ạ. Tinh thần da lúc nào cũng vậy. Mỗi lần cho da uống thuốc, em bị dày dò gần chết. Là tinh thần em yếu đi mới đúng. Sao vậy nhỉ? Ta chẳng còn cách nào khác, đứng ngồi không yên đây. Tô Lan, Tô Lan, muội vội vã đi đâu? Sắc mặt của muội hình như là không được tốt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại ca muội bị ốm, chỉ sợ lần này. Tô Lan, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mau đi thôi. Nhưng ta còn chưa nói với mẹ. Không sao đâu, muội cứ đi đi. Ta thay muội để nói với mẹ một câu. Cảm ơn cô. Đi nào, mau thôi. Tô Lan, tự dưng ta nhớ là phải mang vài cái bánh bao về cho đại ca của cô, để ta đi mua trước nhé. Đại tẩu, đại tẩu, tỷ đi nhanh về nhanh nha. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Dừng tay. Tô Lan, đậu đậu, đứng dậy nào. Các ngươi muốn làm gì? Nhà đầu thối, đừng làm quản chuyện của gia ta. Chán sống rồi hả? Đại tẩu, cẩn thận. Đánh chết các người, ta đánh chết các người. Dám mới khiếp người khác. Được rồi, đừng đuổi theo nữa, đại tẩu à. Tí bị thương rồi. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Có đau không? Đau không vậy? Đau. Nhà đầu thối, lại đánh nhau với người ta hả? Đánh rồi. Là ta một chọi hai. Hiện giờ hai người đó nói không chừng còn chưa bò lên được. Có phải không, Tố Lan? Nhịn một chút. Một chọi hai, nói đùa chắc. Ta lừa ông lúc nào? Ông có được không vậy? Cứ ngồi đó cào nhào. Bao giờ mới xong? Đại ca Bạch Gia người ta đang chờ ông xem bệnh kìa. Chê ta chậm hả? Ta không thèm làm nữa. Thần y, thần y. Đậu đậu chỉ nói đùa thôi. Cầu xin ông hãy cứu đại tẩu. Con nha đầu thối này, nó đáng bị giáo huấn. Chúng ta không quản cô ta nữa. Không phải, thần y, ta cầu xin ông. Bỏ tay ra. Ta... Ông làm cái gì vậy? Bỏ tay ra. Ta nói là bỏ tay ra. Lão Đinh, nhớ mang hết tất cả các sổ sách theo. Dân lão già.
Ai lại gắn thư lên trước cửa nhà ta? Bạch Tố Lan, cô dám bỏ ta chạy theo người khác, thật là đáng xấu hổ. Bạch Kỳ, con đừng nổi giận như vậy, con nhớ kỹ lại xem gần đây Tố Lan có hành động gì bất thường không. Cha, hai ngày nay con luôn ở xưởng giám sát quá trình làm trị liệu, lấy đâu ra thời gian về nhà? Không ngờ con tiện nhân này lại có tình nhân bên ngoài, gói ghém tất cả những gì giá trị trong nhà. Cô ta đúng là ăn gan hùm rồi. Quách ma ma, Tố Lan ra khỏi nhà từ lúc nào vậy? Sao không ai nói với ta một câu? Tiểu thư, Tố Lan ra ngoài cũng không nói với ta câu nào. Nha hoàn trong nhà cũng không ai thấy. Nhị thiếu phu nhân bình thường nhìn luôn dịu dàng lễ tiết, thật là không ngờ cô ấy lại làm ra những cái chuyện như vậy. Cha mẹ à, lần này hai người nhất định phải làm chủ giúp con. Người vợ như thế con không cần. Bá Kỳ, con bình tĩnh đi, đợi tìm được Tố Lan hỏi rõ ràng rồi bàn tiếp. Cha, bức thư này đã nói quá rõ ràng rồi, cô ta sẽ không quay lại nữa đâu. Ai nói là sẽ không quay lại nữa? Mọi người xem, không phải đã quay lại rồi sao? Cô còn dám giác mặt về hả? Cút đi, bỏ ra. Bỏ ra. Ta dạy vợ ta thì liên quan gì đến tẩu? Bỏ tay ra. Bỏ thì bỏ. Thiện nhân, cậu có bản lĩnh thì đánh đi. Chỉ sợ là cậu đánh rồi trưởng tôn của Thẩm gia cũng xong luôn. Ta xem cậu còn dám không. Đại thiếu phu nhân, ban nãy cô nói Thẩm gia có trưởng tôn rồi à? Đậu đậu, con nói câu này là có ý gì? Chúc mừng cha, chúc mừng mẹ, hai người sắp được làm ông bà rồi. Tố Lan, mùi ấy đang mang thai. Nhân không bắt được. Đại đại, cô đến bắt đi. Con. Bắt con đó, bắt con đó. Lại không bắt được. Bắt ở đâu, bay đi rồi, đó, khẽ thôi. Đại đại, cô làm sao vậy? Sao lại bắt mãi không được? Đại gia, buổi trưa con chưa ăn cơm, đói đến nỗi mà bắt không được rồi. Đói cái gì chứ? Bá Nam cũng hơi đói. Thôi không bắt nữa, chúng ta đi tìm Quách Mama ăn cơm. Được rồi, đừng chạm vào thiếu phu nhân, nghe rõ rồi. Quách Mama, Bá Nam thiếu gia, cậu chậm một chút, nhất định là không được đụng vào bụng của nhị thiếu phu nhân. Bụng của Tiếu Lan làm sao vậy? Cô ấy nói cậu cũng không hiểu, cậu chỉ cần nhớ kỹ là nhất định không được đụng vào bụng của nhị thiếu phu nhân. Đại đại, dẫn Bá Nam thiếu gia đến nhà bếp lấy đồ ăn. Ngoan đi đi, chúng tôi đi thôi. Bá Kỳ, có phải Tố Lan bị bệnh không? Mới có bệnh đấy. Dạ, ngài đừng để ý đến nhị thiếu gia, nói cái gì dớ dẫn gì đó. Chúng ta hả, vào nhà bếp tìm đồ ăn thôi. Đại đại, bắt lấy, bắt lấy. Lại nào, lại. 1, 2, 3, tung cầu. Thẩm Bá Nam, cùng chúng ta chơi đi. Thẩm Bá Nam, rồi rơi rồi. Thẩm Bá Nam, sáng rõ rồi, ngươi xị mặt ra đó làm gì? Thần tiên tỷ tỷ thì nói xem, Tố Lan khỏe rồi, Bá Nam thích chơi cùng với muội ấy. Ừ, vậy thì sao? Nhưng mà bây giờ Quách Ma Ma không cho ta gần Tố Lan. Tại sao chứ? Hóa ra ngươi vì chuyện này mà buồn rầu. Có rồi. Thẩm Bá Nam, bây giờ ngươi đến bên đại đại. Ta không đi. Đại đại đang đá cầu, đến đó cầu mà rơi thì cô ta sẽ tức giận. Đúng. Ngươi xem, đại đại bây giờ có đồ quan trọng nhất là trái cầu. Bây giờ Tố Lan cũng có thứ đồ quan trọng nhất, vì vậy không để cho người chạm vào cô ấy. Thứ đồ quan trọng nhất ở đâu? Ở đây. Thứ đồ quan trọng nhất của Tố Lan sao ở trong bụng của thần tiên tỷ tỷ chứ? Không phải là ở bụng ta, là ở trong bụng của Tố Lan. Trong bụng Tố Lan.
Vậy là cái gì? Là bánh bao sao? Hôm nay ta thấy Tố Lan ăn bánh bao rồi. Không phải, là em bé. Tố Lan sắp làm mẹ rồi. Vì vậy, con mũi ấy ở trong bụng của mũi ấy, chỉ có mũi ấy bảo vệ tốt, đứa bé mới bình an chào đời, người hiểu chưa? Không thể nào, đứa bé thì to, bụng của Tố Lan nhỏ như vậy, làm sao mà đựng trong đó được? Vậy là người chưa hiểu rồi. Con của Tố Lan bây giờ ở trong bụng của mũi ấy, chỉ nhỏ như thế này, qua một thời gian nữa, đứa bé sẽ lớn dần, và sẽ lớn như thế này. Đợi đến khi lớn bằng như thế này thì sẽ chào đời, có thể lớn lên như vậy ạ. À, giống với bụng của Tiểu Thanh khi đó, đúng chính là như vậy. Vì vậy ta nhắc nhở ngươi không được đụng vào Tố Lan. Nếu mà ngươi hại bụng ấy, mất đi đứa bé, thì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Hóa ra là như vậy. Không thể chạm vào cái bụng to. Ta mang thai rồi, làm sao đây? Làm thế nào? Sao lại đến vào lúc này chứ? Ngay cả bản thân ta còn không bảo vệ được, sao lại có thể bảo vệ con đây? Cô thật sự mang thai. Nói đi, là con hoang của ai? Bá Kỳ. Đứa bé thật sự là con của chàng. Bạch Tố Lan, cô gạt ai chứ? Từ sau khi rước cô vào nhà, ta chưa từng đụng đến cô, sao cô có thể mang thai chứ? Tốt nhất là cô hãy nói thật cho ta, đứa bé này rốt cuộc là của ai? Đứa bé này thật sự là con của chàng. Cô nói lại lần nữa cho ta. Vào đêm ngày giỗ cha thiếp, là chàng. Chàng đã lôi thiếp lên giường. Để thiếp đi lấy tao nước cho chàng rửa mặt. Đừng đi. Đừng đi. Bá Kỳ thiếu gia, cậu đẩy Tố Lan làm gì? Rõ ràng là cô nhân lúc ta mơ mơ màng màng, đến lúc leo lên giường của ta, cô sao có thể mặc vậy thế? Cậu nói lung tung gì? Tố Lan mang thai là con của cậu. Bá Kỳ thiếu gia, ta cảnh cáo cậu, cậu còn đẩy Tố Lan nữa thì ta sẽ giận thật đấy. Tố Lan, cô không sao chứ? Bụng có đau không? Phu nhân, người xem, khí chất của người vốn dĩ rất cao quý, nếu cài thêm vào tóc một cây kim thoa hồng bảo khảm vàng, như vậy xem ra khí chất sẽ phi phàm biết bao. Cái miệng này của ngươi thật là ngọt quá đi. Bảo phòng thu chi đến trả tiền, ta muốn cây châm này. Cảm ơn phu nhân. Phu nhân, người đi thông thả. Lần sau khi cửa tiệm có hàng mới, mời người qua xem chút nhé. Đi thông thả. Cha, mẹ. Đậu đậu, không còn giận cha nữa à? Tình nguyện đến cửa tiệm giúp ta. Thì con cũng rảnh rồi, tìm một chút việc để làm, tiện thể kiếm một chút bạc lẻ à. Cha, con nói là thật mà. Con nghe lão Đinh nói là gần đây việc làm ăn trong tiệm rất bận. Tố Lan mang thai rồi, mẹ phải ở nhà chăm sóc tỷ ấy cẩn thận. Lúc này Bá Kỳ lại phải đến xưởng đôn đốc một số việc làm. Mặc dù ở trong tiệm còn có Bá Cương, nhưng mà đệ ấy vẫn là người mới vào nghề. Còn con thì rảnh rỗi chẳng có làm gì, vì vậy mới qua đây. Cao phu nhân.
Cao phu nhân, Đậu Đậu. Cao phu nhân, bà đến thật đúng lúc. Ta nói bà nghe, gần đây tiệm của chúng ta lấy về một lô châm mới, ta dẫn bà đi xem. Chúng ta đi lên trên, tốt quá, thật là tốt. Đậu Đậu, nó không giận chúng ta nữa. Nào, ngồi đi. Nhưng con nha đầu đó còn cứng miệng lắm. Miệng cứng nhưng mềm lòng. Những ngày này ta thấy con nha đầu Đậu Đậu này, nó không chỉ lương thiện mà còn rất thích gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Thẩm gia chúng ta có đứa con dâu như vậy cũng là có phúc. Đường xa mới biết ngựa tài, ngày dài mới biết lòng người dở hay. Đậu Đậu là người như thế nào chúng ta sớm muộn cũng rõ thôi. Cha mẹ, bác Kỳ, sao con không ở xưởng đôn đốc công trình vội vàng chạy đến đây để làm gì? Cha, 10 năm viên đá mắt mèo chúng ta mua từ Nam Dương đã được đưa tới xưởng. Nhưng con phát hiện ở trong đó có màu sắc và độ sáng của 10 viên đều là hàng thứ phẩm. Con nói 10 viên là thứ phẩm. Lần này thì phiền rồi. Đậu Đậu. Đậu Đậu. Đậu Đậu. Cha, cha tìm con có việc gì vậy? Đến đây, đến đây. Bác Kỳ nói, 10 năm viên đá mắt mèo mà chúng ta nhập khẩu từ Nam Dương có 10 viên là giả. Không còn cách nào để dùng trên Hoàng Kim Trụy Liên cho hầu gia. Đậu Đậu, con còn nhớ trong kho hàng của chúng ta còn có bao nhiêu đá mắt mèo thượng hạng không? Nhớ ạ. 5 lần vào kho hàng, hàng thứ 3 trên giá cao nhất. Có lẽ có khoảng 15 viên thượng hạng. Quá tốt rồi. Cầm lấy, con mau vào kho hàng đi. Vâng ạ, lão già. Đậu Đậu biết đồ để ở đâu, để cho con bé đi đi. Vẫn là nàng suy nghĩ chu đáo. Bác Kỳ, con đến xưởng giám sát công trình trước đi. Ta bảo Đậu Đậu sau khi đi lấy đá mắt mèo về sẽ lập tức cầm qua cho con. Đậu Đậu, con đi đi. Cha, hay là cứ để cho bác Kỳ đi, bằng không thì người khác lại bảo con là kẻ tự trong tự trộm. Kẻ hiểu chuyện sẽ rõ, còn không thì kệ đi. Chỉ cần ta và mẹ của con tin con là đủ rồi, cần gì để ý đến người ta nói gì, con mau đi đi. Đúng đấy, Đậu Đậu. Con càng muốn dứt sạch thì lại càng thể hiện già mồm thôi. Thẩm đại ca, sao huynh lại ở đây? Uống ngụm nước rồi nói. Đứng đờ đó làm gì? Ứng ẹo như là con gái vậy, cầm lấy. Tử Kỳ, hai ba ngày nay đều không thấy bóng dáng của người. Người lại đi ra ngoài gây sự với người ta rồi sao? Ta muốn hỏi người, tại sao mỗi lần có chuyện vui đều không mang ta theo? Ta cùng với người ta gây sự thì liên quan gì đến huynh chứ? Huynh đi ra ngoài trước đi, để ta cần thay y phục. Tử Kỳ, có lẽ là ngươi không biết, hai ngày nay cha ta giữ ta ở trong tiệm để cho người ta chắp tay cung kính cười xòa, ta buồn chết đi được. Ngươi đi đâu, ta cùng đi tới đó. Không được. Tại sao? Tại sao ta không thể đi được chứ? Nói không là không, huynh ra ngoài đi. Bất kể hôm nay ngươi đi đâu thì ta sẽ đi đến đó. Cha, lão Đinh nói cha tìm con có việc gì vậy? Đậu Đậu, ta đã đem 50 sợi hoàng kim trụy liên đá mắt mèo mà Uy Xương Hầu đặt làm gửi đến phủ hầu gia. Thật vậy, tốt quá rồi. Lần này uy tín của dạng bảo trai chúng ta sẽ được nâng lên không ít. Đúng rồi cha.
Suýt nữa thì quên trả chìa khóa lại cho ta. Không cần gấp, đậu đậu con cứ giữ lại đã. Không được đâu cha. Trước kia thì con không biết chùm chìa khóa này là đại diện cho cái gì. Bây giờ con biết rồi, chỉ cần cầm chìa khóa này chính là đại diện có thể nắm giữ cả vạn bảo trai. Đậu đậu còn trẻ không hiểu chuyện sao có thể đảm nhận được gánh nặng như vậy chứ. Không được đâu ạ. Đậu đậu, con đừng có khách sáo với cha nữa. Mặc dù con còn trẻ nhưng ung dung đại độ, công tư phân minh. Con mà so sánh với Nam Nhi thì còn mạnh gấp mấy lần. Huống hồ, con còn là con cháu trưởng nhà họ Thẩm, tiếp quản gia nghiệp là lẽ đương nhiên. Vậy còn càng không gánh vác nổi. Tại sao? Vì con. Sao ta có thể nói với cha qua mấy tháng nữa ta sẽ rời khỏi Thẩm gia trang, không phải là con dâu trưởng của cha nữa. Lão gia, không phải là ông có tin tốt muốn nói với các con sao? Cha, có tin tốt gì vậy? Là như thế này, Quy Xương Hầu rất hài lòng đối với dạng bảo trai chúng ta. Vì vậy, ngài ấy muốn đem việc mừng thọ Hoàng Thái Hậu giao cho dạng bảo trai của chúng ta đảm nhận. Hơn nữa, ngài ấy muốn chúng ta cho thật tốt để Hoàng Thái Hậu vui. Cha, lần này thì phải chúc mừng cha rồi. Đây chính là cơ hội lớn để dạng bảo trai của chúng ta dương danh. Nhưng mà lần này phải nhờ vào Bá Kỳ. Chính nó đã thiết kế hoàng kim trụy liên tinh tế như vậy mới khiến cho hầu gia càng thêm yêu mến chúng ta. Vì vậy ta định đem việc lo liệu lễ mừng thọ Hoàng Thái Hậu giao cho Bá Kỳ phụ trách. Bá Kỳ, con sẽ không phản đối chứ? Sao lại vậy chứ cha? Cha yên tâm, con nhất định sẽ tận tâm. Vậy tốt, con hãy chuyên tâm lo liệu để mừng thọ của Hoàng Thái Hậu, không cần đến cửa tiệm làm nữa. Điều này cũng vừa hay để cho Bá Cương chuyên tâm, để nó ở cửa tiệm học hỏi nhiều hơn buôn bán thế nào. Bá Cương nghe thấy chưa? Bá Cương lại chạy đi đâu rồi? Thật là cha, tim con đã cột chặt với dạng bảo trai. Cho dù phải chuẩn bị lễ mừng thọ, con tin là mình vẫn dư sức giúp cha gánh vác việc buôn bán cửa hàng. Được rồi, tấm lòng của con ta hiểu rồi. Nhưng mà việc này không phải là chuyện nhỏ, không thể có bất cứ sai sót nào. Con chuyên tâm chuẩn bị lễ mừng thọ là được rồi. Huống hồ Bá Cương cũng cần chuyên tâm rồi, không thể dứt đấy không lo. Dẫu sao thì dạng bảo trai sau này là thuộc về ba anh em. Được, thiếp sẽ nói với nó. Đào Đào, lễ mừng thọ của Thái Hậu, mọi người chúng ta cùng đồng tâm hợp lực, phân công công việc mới. Vậy nên chìa khóa này con tạm thời giữ lấy. Bá Kỳ có bất cứ yêu cầu gì thì để nó trực tiếp tìm con là được. Hãy nhận đi. Đào Đào, nhận đi. Con nhận lấy trước đi. Đợi lễ mừng thọ Hoàng Thái Hậu chuẩn bị xong, con không muốn giữ chìa khóa nữa thì giao lại cho cha là được rồi. Cha, vậy con nhận trước, sau này sẽ trả lại cho cha. Được rồi. Thật tốt quá rồi. Thẩm gia của chúng ta gần đây thật là hỷ sự nối tiếp nhau. Đầu tiên là trở thành cửa hàng lớn của kinh thành, tiếp sau là vụ làm ăn hầu gia làm đá quý. Tổ Lan mang thai, trưởng tôn Thẩm gia chúng ta bây giờ lại có phúc tổ chức mừng thọ cho Hoàng Thái Hậu. Thẩm gia của chúng ta thật sự là tổ tông có đức mới có thể hưng thịnh được như vậy. Quá tốt rồi. Cha, Tô Lan đã mang dòng máu của Thẩm gia, vậy tổ tông của Thẩm gia có phải là đã hiển linh không? Lần trước Tố Lan bị vu cáo hãm hại chuyện mang tiền chạy trốn, bây giờ cũng nên trả lại công bằng cho muội ấy chứ. Đúng vậy, chuyện lần trước thật sự là trách nhầm Tố Lan. Phải rồi Bá Kỳ, ta không phải là bảo con đi dò la kỹ càng rốt cuộc là kẻ nào sau lưng tung tin đồn nhảm là hại Tố Lan sao? Chuyện này cha, chi bằng như vậy được rồi, chúng ta dứt khoát đến nha môn để Thanh Thiên đại lão gia tra kỹ chuyện này. Cha thấy sao? Không cần phiền phức như vậy. Cha, chuyện này con đã điều tra rồi. Là chị dâu của Tú Lan một mình làm. Chị dâu Tú Lan, vì vài ngày trước đại quân của Tố Lan bị thương không thể làm gì, cuộc sống nhà bọn họ đều mất đi chỗ dựa. Sau đó con bảo với Tố Lan mang một khoản tiền đưa cho đại quân của ấy, không ngờ chị dâu chê số tiền đó quá ít, lại kêu nghèo khổ đòi hỏi nhà ta, đòi không được tiền, ôm hận trong lòng hãm hại Tố Lan. Thật sao? Thật là một mình chị dâu của Tố Lan làm à?
Đúng, chị dâu của Tố Lan đã là thừa nhận với ta. Hơn nữa cô ta còn đảm bảo là sau này sẽ không gây phiền phức cho Tố Lan. Trên đời lại có cô gái độc ác như vậy, ngay đến cả người thân của mình cũng không buông tha. Đúng vậy, thật là quá độc ác rồi.